một cái con cassette nữa đến từ thương hiệu châu Âu, Telefunken, rất là đẹp luôn. Mà anh em thưởng thức chắc em nói trước nhé. Trung kim, Sài Gòn Nam thành một cái bài thuốc có bốn vị và trong. Giới thiệu với tất cả anh em, đây là con Telefunken Bajazzo Compact 201, thiết kế rất là đẹp, tinh tế và sang trọng. Em nó có thể chơi được cassette, radio. Radio anh em thấy sẽ có hai cái mặt để chúng ta có thể để như ngửa như thế này. Đấy. Mục đích của cái việc mà hai mặt là để chúng ta có thể để ngửa lên và dò đài hoặc là chơi. Rất là thuận tiện. Lo thì chúng ta xin ngửa ra xa. Rất là hay ha. Rồi khi mà anh em không thích, chúng ta có thể để đứng lên hoặc là để xúc lại như thế này. Về đằng sau thì chúng ta sẽ có cổng kết nối RCA để kết nối với những cái thiết bị âm thanh bên ngoài khác. Điện này là điện 220 ha. Dây nguồn là dây nguồn theo máy luôn. Radio bắt rất là tốt. Về cái phần chi tiết em sẽ giới thiệu đến tất cả các anh em sao. Đây là cái phần test chất âm thôi. Toàn bộ phần phim nhôm này nọ còn rất là sáng đẹp. Con này đều rất là đẹp ha. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thấy clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.